Hôm nay là ngày 3 tháng 3, nó mà hẹn hò có tâm he. Cách đây là 500 em lên năm về trước. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1497 là ngày mất của vua Lê Thánh Tông. Là vị vua anh minh nhất thời Hậu Lê. Tên 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 thật là Nguyễn Lê Tư Thành, con thứ của vua Lê Thái Thế Tông và bà Ngô Thị Ngạc Châu. Ông vua Lê Thánh Tông trị vì 38 năm, và thời kỳ vua Lê Thánh Tông là thời kỳ thịnh vượng nhất lịch sử nước ta.